Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ tiếp tục suy yếu và tan dần. Đêm nay và ngày mai, miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu. Sau đó khoảng chiều tối và đêm ngày mùng 10, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên thời tiết còn có mưa phùn nhỏ và sương mù tập trung chủ yếu tại khu vực miền núi và vùng ven biển. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình nên mưa còn xuất hiện vài nơi tại khu vực ven biển Nam Bộ về chiều tối và đêm. Thưa quý vị, được mệnh danh là hòn ngọc của Tây Nguyên, biển Hồ Tư Nưng, tỉnh Gia Lai thực ra vốn là một miệng núi lửa ngừng hoạt động đã hàng trăm triệu năm. Với diện tích khoảng 230 ha và không bao giờ cạn nước, biển Hồ không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt cho thành phố Pleiku mà còn là vựa cá lớn với đủ loại cá nước ngọt như là cá chép, chấm, đá, trôi. Thì nơi đây được xem như là một địa danh du lịch quan trọng của tỉnh Pleiku. Khi đến đây thì du khách cũng đừng nên quên thưởng thức các loại cá được đánh bắt từ biển Hồ và nếm thử một loại tép nhỏ xíu nhưng thịt rất ngon và ngọt. Thời tiết Hội Nghiên hiện nay thì khá lý tưởng cho du lịch, tuy nhiên còn có sương mù vào sáng sớm, lại thêm địa hình phức tạp nên quý vị cần hết sức lưu ý, lưu thông với tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn cho bản thân và du khách. Mùa này về Gia Lai đang là những ngày cuối thu hoạch cà phê, du khách có thể tham quan trải nghiệm một ngày lao động với những người hái thuê cà phê tứ xứ. Sau đó thì du khách sẽ được nhâm nhi ly cà phê đậm đặc, nguyên chất với hương vị quyến rũ khó quên. Tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Thưa quý vị, tại khu vực Tây Bắc Bộ, trời còn nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tại Điện Biên, trời không mưa, rét với nhiệt độ thấp nhất là 16 độ và cao nhất 24 độ với độ ẩm khoảng 75%. Tại Sapa có mưa phùn nhẹ và sương mù, trời rét, nhiệt độ chỉ từ 12 đến 16 độ với độ ẩm 100%. Tại khu du lịch Tam Đảo, mưa nhỏ, sương mù khá dày đặc, trời rét với nhiệt độ ngày đêm cũng chỉ từ 13 đến 16 độ với độ ẩm tại đây là 100%. Không khí lạnh suy yếu nên thời tiết tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có ấm lên đôi chút, tuy nhiên thì trời vẫn còn nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tập trung nhiều tại vùng núi và khu vực ven biển. Tại Hà Giang, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 21 độ với độ ẩm 85%. Tại Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ và cao nhất tại đây là 22 độ với độ ẩm 75%. Tại Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến từ 17 cho đến 23 độ với độ ẩm 80%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tiết trời nhiều mây, lại có mưa một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời khá rét về đêm. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 19 độ và cao nhất 21 độ với độ ẩm 80%. Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 23 độ với độ ẩm khoảng 80%. Tại Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 28 độ với độ ẩm 85%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ khá tốt với mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa một vài nơi và chủ yếu là mưa nhỏ. Riêng tại Bà Nà thì còn có mưa phùn và sương mù, trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất 29 độ với độ ẩm 85%. Tại Hội An, phổ biến nhiệt độ từ 22 đến 27 độ với độ ẩm 80%. Tại Bà Nà thì nhiệt độ chỉ dao động từ 15 cho đến 20 độ với độ ẩm 85%. Tại các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, thời tiết rất đẹp và thuận lợi cho du lịch biển bởi trời hầu như không có mưa và có nắng cả ngày. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm khoảng 70%. Tại Mũi Né, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 65%. Tại Vũng Tàu, nhiệt độ ngày đêm từ 26 đến 33 độ với độ ẩm 65%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên cũng là nơi có thời tiết khá lý tưởng cho du lịch, trời còn khá rét và có sương mù vào ban đêm và sáng, ban ngày còn nắng ấm cả ngày. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất 19 độ và cao nhất 28 độ với độ ẩm 50%. Tại Buôn Mê Thuột, nhiệt độ ngày đêm từ 20 đến 29 độ với độ ẩm 50%. Tại Đà Lạt, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 24 độ với độ ẩm 50%. Ngày mai, các tỉnh Nam Bộ, ban ngày trời có nắng ấm, chiều tối chỉ có mưa rào một vài nơi, sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm, độ ẩm giảm nên nguy cơ cháy rất cao, du khách tham quan dã ngoại ở khu rừng cần chú ý đề phòng. Tại Tây Ninh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ với độ ẩm khoảng 60%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất 32 độ với độ ẩm 55%. Tại khu du lịch rừng U Minh thì nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 65%. Thời tiết biển còn có mưa rào và dông ở một vài nơi, tuy nhiên thì sóng gió cũng chỉ ở mức trung bình nên thời tiết khá thuận lợi cho tàu thuyền du lịch hoạt động. Nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo 25 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 70%. Nhiệt độ thấp nhất tại Phú Quốc 24 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 75%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.